giống như là mình đi dự thật á, giống như lúc mình đi Thái thật á. Đúng là bữa nay học được rất là nhiều điều. Anh chị nào không được học buổi này thì thật sự rất là tiếc. Những cái điều mà mình nghe thì mình cũng đã từng nghe rồi, mình đã từng nghe các live mình nói Đi rồi, nghe lại cũng vừa. nhưng mà bây giờ khi nghe lại thì mình thấy giống như nó sót sót ở chỗ nào, giống mình là sai sai chỗ nào đó. Tức là khi mà khơi dậy giống như cái ước mơ, cái ước mơ lại không đặt mục tiêu lại không chưa đạt thì bây giờ đặt lại, nhưng mà offline nói nó rất là hào hứng, cho nên là mình cũng hào hứng theo. Sự rất là nhiệt luôn các chị ạ. Hôm nay mình sẽ xem xét lại cái cách làm của mình để làm sao mà mình có đưa được nhiều người vào cái buổi ngày 5 ngày 6, còn 2 tuần nó phải chiến đấu thôi, để dành cho người khác. Rồi, cảm ơn chị Trân. Người tiếp theo ai ạ? Đang nói hết mất rồi. Huyền đâu, Huyền hào hứng lắm mà. Chị cũng mới thấy cái thiếu y như Trang ấy. Tức là khi mình nghe thì mình mới biết ra rằng là trước đây mình làm mình còn thiếu rất là nhiều. Ví dụ như là cái vấn đề mà ví dụ như tham vấn tin trên thì mình chỉ sơ sơ thôi chứ chưa phải là nhiều lắm. Hay là cái vấn đề mà chia sẻ cơ hội thì mình cũng chia sẻ cũng chưa phải là nhiều, cho nên cái kết quả nó cũng sẽ chưa phải là, tức là nghĩa là mình còn thấy mình thiếu, tức là khi mình vào đây mới bước đầu thôi là mình đã thấy sự hào hứng. Lúc đầu mà khi mình chỉ đi bên Thái á, cái lần đầu tiên chị đi bên đó sơ sơ thôi chứ chưa phải là ấy đâu, nhưng mà sau này càng ngày càng đi, càng được tham dự các cái buổi hội thảo rồi các cái buổi ấy, tức là đầu là nó mới có sự hào hứng trong người nhiều hơn ngay cái buổi mà chị đi hội thảo ở Thái. Nên là khi mà được tham gia rồi thì bây giờ mình thấy rằng là cái vấn đề mà quảng bá mà chia sẻ với mọi người về cái cơ hội kinh doanh này thì nói chung là mình vẫn thấy là mình làm nó chưa được mạnh lắm. Cái thứ hai nữa là cái mục tiêu của mình đặt ra là mình chưa đều, có nghĩa là khi mà cái mục tiêu ra giống như là nói nhiều lúc ví dụ giống như kiểu hào hứng quá thì là làm ghê gớm là làm đấy, cho nên nó không có đều đặn được đó. Nên là qua đó thì mình được học thêm cái bằng đó rồi mình cũng rút ra được cái kinh nghiệm cho mình. Bây giờ là qua vừa rồi, cái thời gian vừa rồi là chị thấy rằng là cái vấn đề cái kịch bản mà gọi đặt hẹn đó, tức là mình cũng có soạn ra những cái như vậy á, thì chị gọi ra cái kịch bản cứ để trước mặt thôi, thì chị gọi ra chị cảm thấy rằng là có hiệu quả rõ rệt luôn luôn đó. Cho nên thời gian ngắn gần đây là chị có làm như vậy thì chị thấy là qua cái việc mà theo các offline vừa giảng vừa nói chuyện với mình ấy, thì mình nghe được đó thì chị thấy rằng là cái vấn đề mà theo kịch bản để mà gọi điện là rất là ok. Thì như là đó. Còn cái phần mà đặt câu hỏi thì chưa ổn. Đó là bản thân mình là nhận thấy như thế thì chính vì đó là cái hiệu quả nó mang lại của mình nó chưa có cao. Bây giờ phải cố gắng là đặt câu hỏi từ STB đi. Như vậy là hôm nay Trang có nghe chị Huyền STB không à? Có, hôm nay em cũng nghe có chị Huyền STP đấy. Thế nhưng mà tình hình như thế nào đó mọi người? Cái đấy thì mình sẽ nói sao chị. Nói chung là tốt, nói chung là rất là tốt rồi ạ. Nhưng mình sợ cái tốc độ nói á. Đúng rồi ạ, tốc độ thì nó hơi bị chậm một chút. 20 phút nhưng mà bữa nay chị nói vẫn nhanh hơn mấy bữa mà. Đấy, tốt hơn rồi. Chị làm sao mà chị được nói trong vòng 20 phút thôi thì tự dưng chị sẽ đẩy tốc độ nó lên. Và tốc độ lên ấy thì mọi người sẽ hào hứng. Ok. Cái đó mình nói nhanh hơn mấy bữa, chị nói nhanh hơn mấy bữa. Ok. Ok, bây giờ trước hết là mình sẽ ưu tiên cho các bạn mới đi, bởi vì các bạn mới ấy, thì tìm mình chia sẻ hết là các bạn không có gì để nói nữa. Bạn đầu tiên là bạn. Đáng lẽ là cái để những người mới. Huyền Phú Thọ thấy hào hứng lắm, xông vào phòng đầu tiên luôn. Em vẫn còn đang ngất ngây anh ạ. Chung là khi đã bước vào rồi thì thế khí thế lắm quạ. Làm đến nay là khoảng 1.5 tháng nhưng mà lần đầu tiên tham dự một cái hội thảo lớn. Vâng, đúng. Mặc dù là phải làm online thôi. Nên đó là Huyền rất may mắn. Bởi vì Huyền vào đây là cái cơ hội là được làm việc online.
không phải đi đâu, học tại nhà đúng luôn. Đúng rồi ạ. Đúng rồi, là mọi người phải đi ra ngoài học, đi rất là nhiều, và nhất là những người đi làm thì đi học rất là bất tiện, canh hết hơi, canh thời gian hết hơi, hết sức bố trí. Cái điểm nào mà em cảm nhận thấy là em muốn chia sẻ với mọi người nhất bây giờ Huyền? Em thấy là rất là năng lượng, có nhiều cái động lực để mình tiếp tục làm và quyết tâm hơn nữa. Bởi vì là em thấy cái chỗ anh Tôm chia sẻ với cả anh Xuân Phát chia sẻ, thì những cái cách thức làm ấy, các bước để làm việc ấy, thì hiện tại đến thời điểm này là em vẫn chưa làm được như thế. Cho nên là em thấy là các cái bước mà mình là em thì em ngồi em ghi lại hết rồi. Và sắp tới thì sẽ nhờ anh chị với cô với các bạn sẽ hỗ trợ thêm cho em để em quyết tâm hơn nữa. Quyết tâm thì em sẽ có cái mục tiêu em đặt ra. Quyết tâm thì em có thừa rồi, bây giờ chỉ còn là làm là để chỉ cho em để em làm đúng không? Vâng anh ạ. Bởi vì cái tính em nhờ mọi người hỗ trợ em. Bởi vì cái tính của Huyền cho nên là anh muốn nhờ Huyền luôn một việc này. Anh biết là Huyền lúc nào Huyền cũng ghi chép lại rất là cẩn thận. Thế thì tí nữa em đang lên nhóm 7 cái điểm mà Thomas dặn, 6 cái điểm của anh Super dặn giúp anh với, để cho mọi người lưu ý. Nhưng em chưa ghi chép thì có thể nhẩm lại, bởi vì đều là những cái điểm rất là quan trọng, rất là key. Vâng. Cảm ơn Huyền. Vâng ạ. Rồi, em cảm ơn các anh các chị. Cảm ơn tất cả mọi người. Cũng rất là hào hứng, là chắc chắn là Phan Trang rồi. Phan Trang ở Nha Trang. Trang ơi, em nghe. Hãy chia sẻ một chút em cảm nhận như thế nào sau buổi ngày hôm nay. Hôm nay là lần đầu tiên em tham dự. Nhung. Tiếng bé quá em ơi. Trang ơi, tiếng bé quá. Với lại bật video đi em. Không đi. Em chào cả nhà. Rồi, cả nhà chào. Dạ, tối nay đang ở nhà ngồi nghe một cái chương trình hội thảo rất là lớn, cảm thấy rất là hào hứng ạ. Đến bây giờ thì cũng chưa biết là mình có thể làm giống như được là những gì mà anh Xuân Phát với lại anh Thông chia sẻ không. Nhưng mà thấy rất là hào hứng. Giống như chị Trân là bao nhiêu lần cứ muốn sẽ được một lần đi sang Thái Lan nhưng chưa đi phải không chị? Chị đi được rồi. Đi được rồi á, đã quá. Tốt đi được đó. Chị phải để dành tiền đó, nhét vào heo mới đi đó. Mà em có phải tốn tiền không? Đang ơi, em sẽ có tiền tại Phan Trang nói tiền em thì trong. Dạ, tiền trong bên lúc nào cũng có, nhưng mà đi được hay không thì còn tùy khả năng của mình ạ. Rồi, đặt mục tiêu, cảm ơn anh, cảm ơn cả nhà. Tìm phiên bản mới của mình nhá. Dạ. Rồi, một người nữa, chắc chắn là cũng rất là hào hứng, bạn Thơ từ Vĩnh Phúc đi. Thơ ơi. Dạ, Thơ chào cả nhà, chào anh Hùng, chào. Năng lượng quá. Ở nhà vừa học xong thì thấy thế nào ạ? Wow. Rất hào hứng. Thôi rất đơn giản mọi người ơi, sáng ra phố mà gặp bất cứ ai là chia sẻ làm luôn. Đấy. Rất là có lửa. Mình sẽ làm được, chúng mình sẽ làm được đơn giản mà. Yeah. Quá còn lửa nữ đấy. Rồi có điểm nào mà làm cho em ghi nhớ nhất ngày hôm nay thơ? Thơ cũng xin chia sẻ với cả nhà là sau buổi ngày hôm nay, khi mà nghe buổi hội thảo lớn như vậy thì Thơ thấy rất là vui, là mình có thể ngồi ở nhà mình một cái phòng bé bé thế này thôi, kê được một cái giường, đúng một cái tủ mỹ phẩm, mà mình cứ như kiểu là mình đang hồ lớn. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Mình đang ở một trường rất là to. Mình có năng lượng quá, năng lượng ngồi thế này nhưng mình vẫn rất sướng. anh nghĩ là anh Xu Phát mà anh nhìn thấy là anh nghĩ là ở Việt Nam có truyền nhân rồi đấy. Câu cuối cùng nha, em nghe từ đầu em rất là năng lượng rồi, nhưng mà cái câu mà nó cảm giác như kiểu là nó tiềm thức ấy mọi người. Mọi người đã biết cái tiềm thức đúng không ạ? Như kiểu tiềm thức, như kiểu là
động thôi là nó trở thành kiến thức của mình, thì nó phải đủ là mạnh, đủ mạnh, đủ mạnh để gọi là xiên vào não của mình ấy. Em nghĩ là tối nay Dê Thơ không ngủ ạ. Vì hào hứng quá. Anh tin là tối nay là ngồi ghi ước mơ đấy và ghi danh sách. Ngờ rồi anh chị ạ. Nhung ơi. Dạ. Ôi thấy mình nhá. Vợ chồng Nhung Giang hôm nay cũng sẽ không ngủ. Không ngủ thì Nhung Giang sao mà ngủ được. Rồi Tuấn ơi, hãy chia sẻ một chút về cảm nhận của mình trong buổi ngày, sau buổi ngày hôm nay. Sau buổi hôm nay thì em tham gia thì em cũng học được nhiều điều thì... Dạ vâng. Thì em cũng hỏi một số các kỹ năng để em chuẩn bị áp dụng vào thì em, các kỹ năng trước thì em chưa áp dụng được. Điều gì làm em ấn tượng? Mạnh mẽ lên, chàng trai của tôi. Có điểm nào mà làm em thích nhất hoặc là em nhớ nhất không? Em nhớ nhất là... Nói chung là em cũng nhớ nhiều. Có cái tập vào mắt xuyên vào não không? Cũng... Vậy thì xem đi xem lại nhiều lần thì ạ. Em có trái cót lại mà. Thông minh. Vậy. Ok. Mình sẽ chuyển sang với một bạn nữa. Gấm ơi, Gấm ở Hồ Chí Minh. Dạ, em nghe anh Hùng. Dạ, em chào mọi người. Buổi hôm nay sau khi tham dự ra, em cảm thấy có điều gì mà em ghi nhớ nhất và em muốn chia sẻ với mọi người? Điều mà em ấn tượng nhất là... Tại vì trước giờ thì em sợ bị từ chối, nhưng mà em nghe ấn tượng nhất là một người thì có thể từ chối 8 lần, nhưng mà lần thứ 9 thì có thể là họ ok, đồng ý với mình. Thì cái điều đó là em ấn tượng nhất và có nghĩa là làm em suy nghĩ lại là coi như là đừng có sợ mà dụ như mời ai hay giúp ai để mà được hệ thống cái gì đó. Đúng là sợ nhất từ chối, cho nên là nghe thấy câu đấy là nhớ thì luôn. Mọi người nghe được không ạ? Nghe được em. Dạ. Cái mạng em nó chập chờn nên em nói sao không biết mọi người có nghe được không, nhưng mà hôm nay thì em ấn tượng nhất là điều đó nên thì mai mốt có thể sẽ kiên trì hơn trong việc mà mời mọi người tham gia hoặc là kiên trì hơn trong mọi vấn đề luôn ạ. Chờ cái điểm đó anh Phúc Bác chia sẻ. Tín hiệu có vẻ hơi chập chờn. Ok, cảm ơn Gấm. Bạn Gấm cũng rất là mới. Nào bây giờ mình mời đến một bạn mà mới nhất đi. Bạn mới nhất này hôm nay vừa chiều tối nay mới nghe STP. Thế mà bây giờ bạn mà sau đó bạn đã được tham gia vào chương trình này rồi, đấy là bạn là Thúy Nguyễn à? Thúy Nguyễn đến từ Nha Trang. Thúy Nguyễn ơi, em chia sẻ với mọi người xem cảm nhận của em vừa là phần nghe STP xong lại được tham gia ngay vào hội thảo lớn của Mad Family thì em thấy thế nào? Mặc cam lên đây con, Thúy. Giờ con đang tháo thuốc thôi. À, thôi nói không cũng được. Dạ, con chào cả nhà. Hôm nay là con được ghi lần đầu tiên nhưng mà con cảm thấy rất là hay. Cái thứ nhất là có hai cái điều mà con cảm thấy hay nhất là đó là cái thức mà để mình tạo ra cái doanh thu cho chính bản thân mình. Thứ hai là mình sẽ chia sẻ cái cơ hội việc làm của mình đối với nhiều người khác. Hai cái đó là hai cái điều mà quan tâm nhất cái buổi ngày hôm nay. Thúy giới thiệu một chút về bản thân đi. Dạ. Còn khá là mới mẻ với mọi người. Dạ, em năm nay 23 tuổi, em hiện là nhân viên văn phòng ở Nha Trang ạ. À, rồi, 23 tuổi, nhân viên văn phòng ở Nha Trang. Đừng vắng buổi ngày mùng 5, mùng 6. Cái điểm đấy là điểm cần phải nhớ nhất nhá. Dạ. Làm thế nào để có cái tấm vé đó thì thầy hỏi chị Trân. Nhưng mà cũng phải đặt một cái mục tiêu giống như anh Chu Phát hướng dẫn ấy. Dạ. Đừng tham gia một mình. Hãy hỏi chị Trân nhân làm thế nào để em có thêm được những bạn bè của em tham gia vào cái buổi đó. Để mà mình dạ. có thể tạo dựng một cái kinh doanh cho mình ngay. Dạ.
Ok, cảm ơn Thúy rất nhiều. Đấy, cảm ơn các bạn. Rồi, chúng ta còn hai người nữa, ba người nữa chia sẻ. Hãy bắt đầu từ Mai đi. Mai. Mai thì đã đi tham dự ở Thái Lan rồi. Thế cảm nhận ngày hôm nay như thế nào? So với... Thôi, hôm nay thích nhất điều gì? Hôm nay thì em nghĩ đó là điều mà anh Xuân Phát đã nói, đó là hãy cứ ước mơ đi, ước mơ lớn lên. Vì có ước mơ thì mình sẽ cháy với cái ước mơ đó và sẽ có niềm tin hơn vào cái công việc kinh doanh của mình cũng như là với cái mục tiêu mà mình dự định đến đó. Hãy có ước mơ mới, hãy làm mới bản thân. Có ước mơ nhưng mà nhớ là gì? Ước mơ phải chuyển thành mục tiêu. Mục tiêu thì phải có mục tiêu kết quả, nhưng mà phải có mục tiêu hành động. Và phải hành động cái gì hàng ngày thì năm cái điểm tiếp theo ấy. Vâng. Ok, cảm ơn Mai. Hãy đến với Tạ Thị Hồng Nhung, bác sĩ Nhung. Hai vợ chồng hôm nay ngồi với nhau nghe. Dạ, em đây. Chết hết rồi. Nói chung là ghi đến phần của upline Xuân Phát, có phần list danh sách là em phải ghi sẵn được 20 cái tên rồi, còn tên nữa là ghi đến số 30 rồi và đã ghi được tên rồi. Thế còn em hôm nay em rất là thích cái đoạn là anh Xuân Phát anh bảo là hãy kiên trì đến lần thứ 9, chắc em sẽ phải kiên trì thôi. Mọi lần thứ 2, lần thứ 3 không thấy họ nói không muốn tiếp tục rồi. Nhưng mà lần này em nghĩ sẽ phải làm lần thứ 9 để chờ. Ở trong cái cuốn sách mà kỹ thuật, kỹ năng bán hàng đỉnh cao của Zig Ziglar ấy, thì Zig Ziglar nói về cái việc điều là người ta sẽ từ chối mình tối đa là 8 lần. Vâng. Lần thứ 9 thì người ta sẽ nói đồng ý, nhưng mà làm thế nào để mà để cho người ta nói từ chối được hết 8 lần đấy thì lại phải có kỹ năng đặt câu hỏi. Một trong những cái câu hỏi mà mình sẽ đặt ra là gì? Anh không tham gia á? Anh từ chối á? Thì đã là 2 lần từ chối rồi, họ bảo không. Ừ, thì là 2 lần rồi. Thế còn lại là những cái câu hỏi khác thì anh chưa nhớ là sẽ hỏi những cái gì, nhưng mà đại khái là như thế. Nếu mà họ nói là anh bận đến mức không tham gia được á? Anh không thể tham gia được ư? Giống như là không thể tin nổi ấy. Và rất có thể họ sẽ thay đổi sau cái câu hỏi đó. Em sẽ phải kiên trì lần thứ, không thể lần thứ 3 nó bỏ đó. Thế này mà danh sách như thế thì chắc chắn là 12 nhóm tham dự rồi. 20 cái tên rồi anh ạ. Cảm ơn cảm. Rồi, Trang Nguyễn. Lên đi ông ơi. Alo. Trang Nguyễn hôm nay ở Nha Trang là phải dịch lại à? Không nghe sau và không nghe được à? Vâng, tại vì tự nhiên cái không biết là có phải do cái máy không mà cái phòng của chị nghe ở phía sau không thể kể nhóm không nghe được. Thế là nghe nó rất là rè. Thế là con bật, thế là em cũng bật luôn vào cái phần tiếng Anh. Đấy, leader là như thế đó. Điều chỉnh ngay lập tức. À, thật sự là hôm nay thì rất là vui khi mà ở tại Nha Trang hôm nay thì chúng ta là tập trung tất cả mọi người trên chuyên mục em sẽ là cùng nghe buổi hôm nay. Thật sự thì với một số các anh chị mà đã đi cái buổi tại Bắc Ốc Thái Lan thì bắt đầu rồi thì thực sự luôn á, đến chính là cái cảm xúc mà khi mặc dù mình ngồi trước cái máy vi tính thôi, mà thực sự nó đúng là cái cảm giác mình được quay trở về nhà. Thực sự tức là mình được thấy mọi người chào nhau, mọi người welcome nhau, hỏi han nhau, thực sự đúng là đúng nghĩa cái từ gọi là được về nhà luôn, mặc dù là chỉ qua màn hình máy tính thôi. Và hôm nay thì mình được nghe rất là rõ ràng về những cái bước mà mình còn phải chuẩn bị cho 2 tuần tiếp theo. Không biết cả nhà có để ý không, nhưng mà hôm nay có một cái hình ảnh mà em thấy là chị Rosalind đúng không ạ? Chị Rosalind ở Hồng Kông á. Hồng Kông. Lúc mà mọi người chia sẻ đến đâu thì chị sẽ múa tay tới đó, đó là chị đang phiên dịch lại cho một cái người mà có thể là họ không nghe được.
thì thật sự đó là những cái người mà người ta cũng có cái ước mơ, người ta cũng có cái mong muốn thay đổi cuộc sống, mà bất kể bất chấp hoàn cảnh người ta vẫn tham gia vào, thì tại sao mình lại không mình đang rất là may mắn, thì tại sao mình không cố gắng hơn nữa. Đó là một số những cái bạn để ý trong cái buổi ngày hôm nay. Và sau cái buổi hôm nay thì thật sự là mọi người cũng quay trở lại, mọi người bảo là cái buổi hôm nay nó rất là thú vị, rất là đặc biệt, và mọi người đều đang có những cái dự định để cho ngày 5/6. Thì đó là một số những cái chia sẻ ngày hôm nay. Không biết mẹ Nhị có muốn chia sẻ gì không? Chị Nhị có chia sẻ gì không? Nói chưa? Chắc chắn là có rồi. Mẹ Nhị mà không có thì ai có? Quá chuẩn điện giật, chồng em chạy vào cái nhân răng ra. Thật ra khi mà nghe rồi thì cái việc làm của Amway nó vẫn là việc đơn giản, rất là giản đơn, lặp đi lặp lại nhiều lần. Nó đòi hỏi con người ta phải có một cái thực sự là nói lại như tôi nói là vẫn có ba cái này, đó là chia sẻ ước mơ, chia sẻ cơ hội kinh doanh, chia sẻ tầm nhìn và chia sẻ sản phẩm. Ba cái đó quay đi quay lại vẫn như vậy, và khi mình vững vàng cái ba cái đấy thì mình tự tin tất cả, mình biết sản phẩm tốt rồi thì mình có khả năng chia sẻ được, và từ chia sẻ được thì mình mới chia sẻ được cái tầm nhìn của mình cũng như là cái cơ hội cho người khác. Lặp đi lặp lại vẫn là mấu chốt cái đó. Đó. Thế ở Nha Trang hôm nay thì cũng một số bạn mới. Thì tất nhiên là hôm nay không tốt lắm. Lúc mà hùng dịch rất tốt đấy. Nhưng mà màn hình thì của Nha Trang rất tốt là vì màn hình của ABC thì tuyệt vời rồi. Tuy nhiên cái âm nó không được, cái lúc mà em ngay chắc là dịch không được rõ. Đó. Cuối cùng là phần sau thì Trang dịch, nhưng Trang là người dịch cũng tốt, nhưng mà vì cái âm của Trang cũng chưa lớn, chưa to. Cũng nghe được, mọi người vẫn nghe được. Nhưng mà tốt, nhưng mà chưa như vậy. Nhưng mà nhìn chung là tốt. Nói chung là hôm nay mọi người cũng sẽ có những người vỡ ra những tư duy mới. Mọi người nghĩ là lớn hơn đấy. Hy vọng là sẽ có cái bước cho chuẩn bị cho ngày 5/6 thì phải có cái cuộc họp mà tập trung ngồi với nhau lại. Như Trang có ba nơi cùng học, là đó là Trang thì học ở nhà rồi hả? Chỗ Phương cũng ở nhà. Phương thôi, chúc cả nhà buổi tối thật là thoải mái. Cảm ơn chị Nhi, cảm ơn Trang ở đầu cầu Nha Trang. Cái phần sau hôm nay là lúc đầu là bị lẫn bởi vì cả Hùng với lại cả Nga cùng dịch. Thế sau đó thì sau này mới tách ra được. Bạn Nga thì bạn ấy đang tập trung dịch quá nên bạn ấy không để ý. Mọi người nhắn lên nhiều mà bạn ấy không biết. Đến khoảng nửa sau thì bạn mới nhận ra, thì bạn mới đổ ấy. Thì không hiểu tại sao nhưng nó cũng bị ảnh hưởng đến cái chất lượng một chút. Bởi vì ngay từ lúc đầu thì cũng phân công là anh Hùng sẽ dịch cho Chu Phát, còn Nga dịch cho Tôm. Nhưng mà đấy nó cũng chỉ là cái chuyện nhỏ thôi. Quan trọng là chúng ta cũng nắm được nội dung và chúng ta đều rất là hào hứng rồi, đúng không ạ? Thế bây giờ điểm quan trọng nhất ấy, đấy là gì? Như anh Chu Phát đã nói và Tôm cũng nói rồi. Cái điểm quan trọng nhất đối với chúng ta bây giờ... Bạn đều toàn nghe tiếng Anh thôi á. Cái điểm quan trọng nhất với chúng ta bây giờ là mùng 5, mùng 6. Bây giờ lúc nào trong đầu là cũng là mùng 5, mùng 6, mình còn 10 ngày nữa. Làm thế nào để mùng 5, mùng 6 mình có được 6 nhóm, thậm chí là có 10 cộng tham gia vào chương trình Mad Family. Tại sao mình còn phải có một cái chương trình gọi là thử như thế này, để các anh chị cũng thấy được một phần nào cái không khí. Đến ngày hôm đó nó còn khác nhiều lắm. Hôm nay là thị trường Ý, các cái thị trường Mexico chưa đông, chưa vào, bởi vì các diễn giả chính của thị trường đó cũng chưa xuất hiện. Nhưng mà đến cái thời điểm mà chúng ta làm chính thức ấy, thì không khí nó còn sẽ còn nhiều hơn như thế này. Những cái chia sẻ của Massimo, những chia sẻ của Papa Pit ấy, nó sâu sắc vô cùng. Tôm với lại anh Xu Phát thì mang đến cho chúng ta một cái bầu không khí là nó rất là hào hứng. Nhưng mà cụ Peter và Massimo là những người mà vô cùng sâu sắc. Mình nghe xong bên trong mình nó như có lửa nó đốt ấy. Ước mơ giống như là nó sắp thò tay lên trời là kéo được sao xuống ấy. Rất là đặc biệt. Nhưng mà cái điều đó quan trọng với ai? Quan trọng với mình tất nhiên rồi. Nhưng mà phải quan trọng với những ứng viên của mình. Lúc nãy Hùng có gửi cho anh chị câu chuyện về con sao biển ấy. Cái câu chuyện đấy là gì? Mọi người chắc là cũng đọc rồi. Hàng ngày ông cụ ông đi qua cái bờ biển và ông thấy cái đứa trẻ nó cứ nhặt cái con sao biển nó ở bị sóng đánh giạt lên bờ và ném xuống biển. Thì rất nhiều con sao biển hàng ngày nó bị giạt lên bờ như vậy, và ông ấy nói với cậu bé là thôi đừng có làm cái điều vô ích đấy, làm sao mà cháu có thể ném hết con sao biển xuống được mà ngày nào cũng như thế. Thì thằng bé nó chỉ nói rất đơn giản đấy là nhưng chắc chắn là cái con sao biển mà cháu thả nó xuống nước ấy thì nó sẽ tìm được đường về nhà. Thế thì cháu làm được bao nhiêu thì cháu cứ làm thôi.
cái việc quan trọng của chúng ta cũng là như vậy. Chúng ta không biết là ai sẽ tham gia vào cái hội thảo, ai sẽ tìm ra được ước mơ của mình, ai sẽ tìm ra được công cụ để thực hiện mục tiêu. Việc của chúng ta là giúp cho mọi người quay trở về với biển, giúp cho mọi người quay trở về cái nơi mà giúp cho họ sống lại cái ước mơ và họ làm việc. Nếu chúng ta không làm được điều đó ấy, thứ nhất chúng ta không đạt được mục tiêu của mình, nhưng thứ hai rất tiếc cho những người ứng viên của chúng ta. Nếu như họ ở trong môi trường đó, họ được nghe, họ được học những cái ước mơ trong lòng họ sống lại giống như chúng ta bây giờ ấy, và rất có thể nhiều người trong số đó sẽ thực hiện được ước mơ của mình, họ quay trở về được với cái gọi là cái thực của mình. Thì đấy chính là lý do tại sao hãy sử dụng hội thảo, hãy quảng bá hội thảo thật là tốt. Thứ nhất là hãy quay trở lại với các anh, với chị, với cái sự hào hứng bây giờ của mình này. Hãy quay trở về, quay lại nói với những người mà họ không tham dự được hội thảo này, mặc dù họ đã biết về cái sự hào hứng của mình. Trang ơi, nhớ nói với bạn Thủy Võ nhá. Bạn ấy đáng tiếc cho bạn ấy như thế nào vì bạn ấy không thể tham gia được, đã bận rộn mà không tham gia được một chương trình như thế này. Hãy thể hiện cho bạn ấy thấy là mình hào hứng như thế nào, version mới, phiên bản mới của mình là như thế nào. Hãy quan sát thì họ sẽ bị ảnh hưởng, họ sẽ cảm thấy như là họ vừa mất một cái gì đó, thì buổi sau khả năng cao sẽ có những người sẽ không bỏ lỡ nữa. Điểm thứ hai đó là với những bạn mới như là Gấm, như là Trang, như là Thúy, hãy đặt cho mình mục tiêu chia sẻ. Chúng ta có các cái buổi chia sẻ STP các buổi tối từ 7:30 đến 8:30. Có thể thời gian sắp tới thì sẽ thông báo hàng ngày, nó sẽ thay đổi một chút, có những buổi từ 7:30, có buổi từ 8:00, để cho nó phù hợp với từng đối tượng hơn. Để mọi người chỉ mỗi một cái việc thôi, sử dụng script mà cụ Peter đã nói, đã hướng dẫn ấy. Giống như hôm nay anh Xu Phát nói ấy, toàn cầu sử dụng một cái script, cái kịch bản đơn giản đấy thôi. Mời mọi người lên online, tập trung ở trên online. Và chúng ta sẽ chia sẻ về cái ngày mùng 5, mùng 6 tháng 9. Trong phần chia sẻ kinh doanh testimony, chúng ta sẽ chia sẻ thật nhiều về ngày mùng 5, mùng 6 tháng 9. Để mọi người có thể thêm được những người mới tham gia vào. Hãy đặt cho mình cái mục tiêu có 10 cộng hoặc là 3 nhánh tham gia vào hội thảo. Các anh chị, sang tháng 11 là bắt đầu áp dụng Core Plus rồi. Có 200 điểm thôi thì đã đạt được thành tích 3% và có thu nhập rồi. 16% thu nhập đã tăng lên khoảng gấp đôi rồi. Chính vì thế mọi người có thể có được thu nhập rất tốt, rất sớm từ kinh doanh này. Đó là những người mà các anh chị sẽ mời vào mùng 5, mùng 6 ấy. Họ hào hứng, họ quay trở lại, họ làm việc, họ có thu nhập ngay, họ có thành tích ngay. Nó không giống như ngày xưa là phải lên được 6% mới bắt đầu có thu nhập, mà nó cũng không nhiều, nó mất đi cái sự hấp dẫn. Bây giờ thì người ta rất là hào hứng bởi vì thu nhập đến sớm. Và nhờ cái việc thu nhập đến sớm đó thì mọi người cũng sẽ hào hứng và làm việc tốt hơn. Thì không biết chừng đâu ạ, những mục tiêu trong năm tài chính mới các anh chị hoàn toàn có thể đạt được. Vâng, đó là một số cái điểm mà mình lưu ý. Cái kịch bản thì mọi người đều nhớ rồi đúng không ạ? Hãy chỉ nói hết sức đơn giản thôi. Điểm thứ nhất này, chúng tôi có một nhóm. Ở đây thì Hùng nhắc lại để các anh chị lưu ý một chút này. Chúng tôi có một nhóm đang làm kinh doanh dựa trên nền tảng online. Hôm trước có bạn Tiến Hùng ngồi Hùng hướng dẫn ấy, cho nên là Hùng nhận ra là gì? Có một điểm, một số điểm mọi người hay mắc phải. Thứ nhất là gì? Tôi có một nhóm làm việc, chúng tôi đang làm kinh doanh dựa trên nền tảng online, không cần phải đầu tư về vốn, làm vào những lúc rảnh rỗi, bạn có thể tạo ra một cái nguồn thu nhập thêm cho mình, hoặc bạn có thể phát triển nó trở thành một kinh doanh lớn ở trong tương lai. Cái chìa khóa ở đây là chúng tôi có một nhóm làm việc. Mình là chủ nhá các anh chị. Các anh chị coi như là gì ạ? Mình chính là cái người chủ của cái buổi SDP, cái buổi chia sẻ kinh doanh đó. Mình không phải là cái người là đi theo, đi tham gia vào đó. Chúng tôi có một nhóm đang làm việc. Bạn lên bạn xem cái nhóm của chúng tôi làm việc như thế nào. Bạn lên bạn xem cái nhóm của mình làm việc như thế nào. Mình đừng nói với ứng viên là gì. Tôi có anh bạn đang làm. Thế lên xem là anh ấy sẽ nói cho mà hiểu. Không. Kinh doanh này là kinh doanh của mình. Các anh chị là một phần ở trong cái buổi hội thảo đó. Các anh chị tạo ra cái buổi hội thảo đó. Mình không phải chỉ là người tham gia đơn thuần. Không phải lên đấy để xem. Tôi có một nhóm đang làm kinh doanh, chúng tôi làm rất tốt, đang phát triển rất là tốt. Kinh doanh dựa trên nền tảng online, thể hiện cái tinh thần làm chủ của mình ấy. Mình là một phần của hội tạo nên cái buổi đó, chứ không phải mình chỉ là một cái người tham gia. Đấy là điểm đầu tiên ạ. Điểm thứ hai, nếu họ đặt bất kỳ một câu hỏi nào, mình chỉ cần nói với họ thật đơn giản thôi. Tớ có giải thích qua điện thoại, cậu cũng không thể hiểu được, mà có khi còn hiểu sai nữa. Lên đấy chỉ mất có khoảng 20 phút thôi.
có các cái hình ảnh, có các cái thông tin đầy đủ. Nhưng quan trọng nhất ấy, là bạn nhìn thấy cách mà bọn tớ làm việc như thế nào. Đấy là cái từ khóa. Bạn lên thì bạn mới nhìn thấy cái cách bọn tớ làm việc như thế nào, thì bạn mới thấy nó phù hợp hay không. Chỉ mất 20 phút thôi, lên đi. Đấy, đấy là hai cái điểm rất là quan trọng ạ. Và mình mời họ lên Zoom nữa. Thế còn việc là khi họ đã lên Zoom rồi thì rất là đơn giản. Họ sẽ bắt đầu phát triển kinh doanh cùng với mình khi mà họ tham gia vào. Thế thì cái điểm thứ ba nữa là gì? Khi họ bắt đầu tham gia vào cùng với mình, như cụ Peter hướng dẫn đấy các anh chị, nhanh nhất có thể hãy giúp cho họ bảo trợ được 3 người. Càng nhanh càng tốt. Làm nào để bảo trợ được 3 người ạ? Hôm sau mình còn phải ngồi với họ. Nếu các anh chị cảm thấy là mình chưa thể nào hướng dẫn được thì các anh chị đặt hẹn với họ. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái buổi cùng làm việc với nhau để bắt đầu phát triển kinh doanh. Mình sẽ nhờ anh Hùng cùng với mình sẽ hướng dẫn cho bạn lúc nào giờ nào thì báo cho Hùng. Hùng sẽ lên online Zoom cùng với các anh chị. Việc quan trọng nhất là gì ạ? Chúng ta phải hướng dẫn họ lên danh sách. Hãy viết ra 10 cái tên. Bình thường người ta không viết đâu các anh chị. Rất nhiều người người ta ngại ngần, người ta chưa viết ra. Mình phải hướng dẫn. Sau khi họ viết được đủ 10 cái tên rồi, nếu mà anh chị nào muốn tự làm hoặc là ngồi trực tiếp được với họ thì tốt nhất. Các anh chị chỉ cần nói đơn giản thôi. Giả sử bây giờ em muốn cái người mà sẽ tham gia cùng với em chương trình mùng 5, mùng 6 này, thế thì em muốn ai sẽ là cái người tham gia đầu tiên đây? Thế họ nói là em sẽ bảo bạn em sẽ bảo em. Ồ, tốt đấy. Thế bạn ấy tên là gì? Em ấy tên là gì? Có nhiều người còn không muốn nói ra cơ. Các anh chị cứ hỏi, các anh chị cứ đợi. Người ta chỉ từ chối 8 lần thôi, không chỉ từ chối 9 lần đâu. Rồi người ta sẽ nói ra cái tên. Ok, bạn Huyền à, bạn Thơ à, rồi anh đồng ý. Đây là người thứ nhất. Thế người thứ hai mà em muốn là ai? Người thứ ba là ai? Người thứ tư là ai? Họ đọc ra khoảng 3, 4, 5 cái tên. Đấy là những người mà họ dễ nhớ tới nhất, thì thường thường là những cái mối quan hệ khá là tốt rồi. Sau đó mình bắt đầu hỏi thêm là có em chị em hay không? Có bạn nào mà chơi thân 5, 10 năm nay hay không? Có bạn nào mà ngồi đồng nghiệp, ngồi ngay cạnh mình mà hôm nào có chuyện gì cũng nói chuyện với nhau hay không? Mình lên cho đủ một cái danh sách 10 người. Sau đó mình nói với họ là gì? Thế thì bây giờ cái đầu tiên nhé, thử gọi cho bạn Thơ này đi. Nếu mà em gọi cho Thơ thì em sẽ nói như thế nào? Thế họ sẽ nói cho mình biết, à thì em bảo với Thơ là tớ có một cái kinh doanh này, bạn lên bạn xem có làm được hay không thì làm thêm, kiếm thêm thu nhập. Thế thì mình mới hướng dẫn là không, mình hãy bắt đầu bằng cái kịch bản như thế này này. Như thế này thì tốt hơn này. Bởi vì nếu như nói như thế nó không có sự hấp dẫn, thì những cái đấy đều nói trong Facebook, ở trong follow up rồi, các anh chị có thể nhớ rồi. Mình chỉ hướng dẫn họ lại cái kịch bản. Nhưng mà ngay lúc đó tốt nhất là bảo họ là gọi điện cho bạn Thơ đi. Anh sẽ ngồi đây anh nghe và anh sửa giúp cho. Mình có thể đứng lên, mình có thể đi lại xung quanh để cho họ đỡ, gọi là có người giám sát thì họ ngại, để cho họ gọi điện. Họ gọi cho bạn Thơ, thường thường cái cuộc gọi đầu tiên không tốt đâu các anh chị. Cuộc gọi thứ hai cũng có thể không tốt, nhưng từ cuộc gọi thứ ba đi là họ hào hứng lắm rồi. Nếu họ làm được đến cuộc thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu là họ trở thành master rồi, dễ lắm. Gọi điện cái là Thơ ơi này, tớ có một cái kinh doanh online, bọn tớ đang dựa trên nền tảng online, nhóm tớ đang làm việc rất là tốt. Tối nay bạn 20 phút thôi, bạn lên bạn xem, làm kinh doanh này không phải đầu tư vốn, làm vào lúc rảnh rỗi. Bạn lên bạn xem nhóm tớ làm việc như nào, nếu bạn thấy hợp lý bạn tham gia vào cùng với bọn tớ. Cuộc gọi thứ tư, thứ năm là đã nói được trôi chảy lắm rồi. Nên là mình cứ công thức đó các anh chị ạ, mời nhiều người lên Zoom và từ đó mình lựa chọn ra. Ok, đấy là những cái điểm mà nhắc thêm ạ, để từ ngày mai chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa. Tối ngày mai vẫn là STP vào lúc hình như là 7:30 đấy. Hồng sẽ gửi lên thông tin lên trên nhóm cho cả mọi người, cho cả nhà cùng biết để tham gia vào. Thế còn với những ai mà ví dụ như Thơ, ví dụ như là các bạn nào mà không bị cái công việc nó ràng buộc vào giờ hành chính ấy, thì có thể gấm Trang thì có thể báo với Hùng để cùng mở phòng, có thể là buổi sáng 9 giờ, có thể buổi chiều 3 giờ. Những cái giờ đấy mà Hùng đặt hẹn được Hùng vẫn làm, thì chúng ta vẫn có thể làm vào thêm vào những cái giờ đó để chúng ta tìm kiếm thêm ứng viên cho mùng 5, mùng 6 tháng 9. Ok, xin chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon và đêm nay có nhiều giấc mơ mới, có nhiều ước mơ mới, renew lại ước mơ, mục tiêu. Chúng ta có thể chúng ta có thể không thực hiện được mục tiêu nhiều lần, ai cũng thế, nhưng chỉ cần làm được một lần thôi là đủ. Thank you.
Bye bye. Thank you, Hai Hùng. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cả nhà. Hẹn gặp lại tối mai ạ. Con cùng cố gắng nha. Nhà, chúc cả nhà ngủ ngon nha. Chúc cả nhà mất ngủ. Chính xác đấy ạ.